chơi vòng 2, ai là siêu nhân? Chương trình sẽ đưa ra hai thử thách tương ứng với hai trò chơi vận động. Các bé sẽ chọn ba hoặc mẹ để tham gia thử thách và phán đoán thời gian mà ba hoặc mẹ sẽ thực hiện xong đúng với kết quả mà chương trình đề ra. Thực hiện đúng với số thời gian dự đoán của bé sẽ nhận được 20 điểm. Nếu không đạt đúng số thời gian dự đoán của bé thì số điểm đó sẽ thuộc về gia đình còn lại. Sau hai vòng chơi, gia đình có tổng số điểm cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt của chương trình. Gia đình có số điểm thấp hơn sẽ dừng cuộc chơi. Xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với Cả Nhà Cùng Vui. Và bây giờ sẽ là vòng 2 được mang tên Ai Là Siêu Nhân. Và thử thách như sau: trong vòng 90 giây, ba mẹ của các con có thể kết hợp như thế nào với điều kiện như sau? Đó chính là đầu tiên là bị cột chân lại với nhau nè, để thể hiện tình đoàn kết. Thứ hai là mỗi ba và mẹ sẽ cầm trên tay một cái vợt bóng bàn và giữ thăng bằng những trái bóng nhựa ở trên đó, di chuyển từ vạch A cho đến vạch B và làm sao đổ vào trong rổ một cách thật là hợp lệ. Đó, rất là đơn giản, nhưng quan trọng là kết hợp ăn ý ra sao thôi. Nào, các con ơi, dự đoán đi ạ. Khoa đi, con nghĩ là ba mẹ mình sẽ dự đoán được là sẽ được bao nhiêu nè. Con nghĩ ba mẹ con sẽ bỏ được 6 quả banh vào rổ. Con cược một lần 6 quả banh vào rổ. Còn Nhi? Vậy thôi con lại 9 quả banh. Con ba mẹ con sẽ bỏ vào rổ được 12 quả. Đồ, lần này Khoa quyết chiến quá Nhi ơi, Khoa không nhường luôn. 13. Trời ơi, Nhi mặt rất là quyết chiến. Dạ, 13. Còn Khoa thì nó có mẹ con sẽ bỏ vào được 14 rồi. 14 là nhiều rồi nha, bắt đầu nhiều rồi đó tụi con. 1 phút 30 giây thôi đó, còn con? Dạ 15. 15 nhiều rồi đó. Chắc là này mình ga lăng đi con ơi. Mình dừng lại khúc này đi nha. Dạ. Vậy thì là bạn Khoa đã nhường cho gia đình của bạn Nhi á, là ba mẹ phải cố gắng lên bỏ 15 trái banh vô được cái rổ. Cảm ơn hai đội trưởng Nhi rất nhiều. Và bây giờ sẽ là vòng thử thách dành riêng cho ba Nhàn và mẹ Ngọc. Rồi, ba mẹ vào vị trí đi ạ. Kính thưa quý vị, và ba Nhàn cùng với mẹ Ngọc đã sẵn sàng. Lưu ý rằng nếu như một trong hai thành viên bị rớt bóng ra ngoài, mình cứ tự tin để cho thành viên còn lại tiếp tục ghi bàn. Ba mẹ cố lên. Nào con gái ơi, cố giữ ba mẹ đi. Con giữ ba mẹ đi. Dạ. Ba mẹ ơi, cố lên. Yeah. 3, 2, 1, bắt đầu. Ráng lên, 90 giây thôi, 90 giây thôi. Nào đi nào, đi nào, đi nào. Đó, mình phải bàn cái bước chân là người trái người phải thì người phải là phải trái, trái phải phải trái nào, không sao đi. Đi tiếp nào, đó. Hay quá mẹ ơi. Khả năng gì thằng bạn mày tốt quá. À, một bạn lùi lại. Tăng tăng tăng. Đúng rồi, chân không được gặp mặt nha, đúng rồi. Hay quá bay. Anh đi luôn bay. Thì này đổi chiến thuật bởi màu sắc của trái bóng nha, không sao hết, bình tĩnh, tự tin, đừng manh động nè. Nín thở nè, à, đúng rồi. Hay quá bà ơi. Tăng. Ồ, giỏi. Trời, ba mẹ chơi mượt mà quá, tuyệt vời. Có khi sau này về nhà là cả nhà mình cùng chơi trò này luôn nha Nhi ha. Dạ. Con gái chắc là chơi con sẽ khéo hơn nè. Nhoi. Dạ. Đúng rồi đó. Ví dụ như mẹ cảm thấy hơi mất thăng bằng thì mẹ bám vô ba ha. Quan trọng là cái sự yêu thương hòa thuận của nhau, nâng niu nhau. Hay quá. Yeah. Mẹ lưu ý là mẹ không phải chạm chân vào vạch đỏ ở đích đến nha, nếu không là không được hợp lệ đâu á. Cố lên. Giỏi. Ráng lên. Mẹ ơi, 15 trái được đó. Trong này mới có 2-3 trái cô. Ráng lên, thời gian vẫn còn. Cố lên mẹ ơi. Hết giờ. Em xin phép cả nhà, em kiểm tra đáp án. Chà, cũng nhiều quá chứ. Mình đếm nha. 1. Dạ 1. 2. 10. Như vậy là chúng ta chưa vượt qua được con số 15 rồi. Nhưng mà không sao cả. Quan trọng là ba mẹ đã chứng tỏ cho con thấy là dù khó khăn ra sao, nhưng mà mẹ luôn giữ vững ba trong tay, không để ba thoát khỏi bàn tay của mẹ đâu. Còn ba cũng rất là mạnh mẽ, vững vàng. Dù là mẹ có bị rớt bóng, nhưng mà ba vẫn cố gắng tập trung để ghi bàn. Thấy ba mẹ dễ thương, đáng yêu và nỗ lực không nào? Dạ. Không sao hết, như vậy là số điểm ở lượt chơi này coi như ba mẹ cũng sẽ tặng quà cho gia đình của hàng xóm. Chúc mừng ba Bảo Anh và mẹ Quỳnh. Bây giờ sẽ là thử thách thứ hai của vòng 2 này. Tỷ số hiện tại đang là 40-10. Lợi thế đang nghiêng về cho gia đình của bé Anh Khoa. Hy vọng là cả hai bé, đội trưởng, chúng ta hãy cố gắng giành lấy quyền vượt thử thách dành cho ba mẹ nha.
Thử thách rất đơn giản, trong vòng 60 giây, ba và mẹ sẽ kết hợp ra sao để thổi những trái bóng bàn này bay thẳng vào trong ly, nằm gọn gàng trong đó. Nếu như thổi mà lỡ bay ra ngoài, được quyền đặt lại để có thể hoàn thành được thử thách. Thì có còn dự đoán xem là ba mẹ có vượt qua được cả 6 trái bóng bàn này hay không nha. Bây giờ tụi con sẽ đoán tuột xuống dần dần, có ai mà ít cái số giây hơn thì gia đình đó sẽ chiến thắng và ba mẹ mình sẽ tham gia trò chơi ha. Dạ. Rồi, cô sẽ mời Uyển Nhi trước nè, ưu tiên cho bạn gái trước. Còn lại bao nhiêu giây con? 59. Ừ, cô mời con. Con 55 giây. 55 giây, cô mời Nhi. 53 giây. 53 giây, cô mời con. Có 6 trái bóng bàn à, ít lắm. Mời Khoa. Con 50 giây. 50 giây, bắt đầu từ khúc này là quyết chiến quyết thắng nè. Bây giờ con bao nhiêu giây? Dạ 49 giây. 49 giây. Nhi rất là chắc chắn, cô mời Khoa. Nhi con 48 giây. 48 giây, con nghĩ 48 giây là đủ chưa hay là mình nhường nè con? Nhường bạn. Thôi nhường cho chắc rồi, vậy là Khoa là coi như là sẽ nghĩ là ba mẹ mình là 48 giây nha. Dạ. Yeah. Cảm ơn hai đội trưởng, như vậy là 48 giây đã mang về quyền ưu tiên vượt thử thách dành cho ba Bảo Anh và mẹ Quỳnh. Xin mời ba mẹ vào vị trí. Và bây giờ hãy sẵn sàng với phần vượt thử thách của ba Bảo Anh và mẹ Quỳnh. Cố lên. Dạ, cố lên. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Lụm lại nha. Lụm lại ba mẹ. Đúng rồi, chạy chạy, lụm lại. Mình phải chia chiến thuật ra. Thí dụ như người nào thổi, người nào lụm đó. Đó đó, lụm. Thời gian là có giới hạn nha ba mẹ. Lụm. Đó, lụm giùm cho người kia cũng được. Thời gian còn là có giới hạn nha ba mẹ. 48 giây thôi, chỉ có 48 giây thôi. Ráng lên ba mẹ. Khi mùa xuân đến, chúng ta thổi lìa. Kìa con trái rồi, nhanh. Còn một trái thôi ba mẹ ơi. Đáng lên. Còn trái lên. Mẹ. Lên. Tuyệt vời. Như vậy là không cần được xài hết 48 giây thì gia đình của bé Anh Khoa đã xuất sắc vượt qua được thử thách này. Xin chúc mừng. Kính thưa quý vị, như vậy là khép lại hai vòng thi đấu, chúng ta đã có được tổng tỷ số như sau, đó chính là 60 và 10. Và chúc mừng cho gia đình của bé Uyển Nhi, đó chính là ba Nhàn và mẹ Ngọc. Chúng ta được phần quà, đó chính là giải Á quân giải nhì ngày hôm nay. Và đây trên tay Hòa Đức Bơ chính là phần thưởng trị giá 2 triệu đồng sẽ dành tặng cho gia đình của bé Uyển Nhi. Xin chúc mừng cả nhà. Với giải nhì này nè, thì bé Uyển Nhi ơi, con thấy ba mẹ ngày hôm nay đã cố gắng nỗ lực hết sức mình chưa? Dạ rồi ạ. Con có lời khen nào dành tặng cho ba mẹ không? Dạ hôm nay ba mẹ đã cố gắng để thắng cuộc chơi này cùng với con. Không biết là gia đình của mình thì có nhận xét nào về bé Uyển Nhi cái trò chơi vừa rồi không? Nói chung là bé cũng lanh lợi và thông minh. Rồi Khoa có lời nào nhắn nhủi với bạn đội trưởng bên cạnh không? Thì con thấy bạn cũng rất là hào hứng và cũng rất là quyết liệt. Xin cảm ơn cả hai nhà rất là nhiều ạ. Mà các con hãy cứ yên tâm, không cần biết kết quả ra sao, chỉ cần thấy ba mẹ nỗ lực hết sức mình trong quá trình thi đấu, đó là niềm tự hào đúng không nào? Dạ. Đặc biệt là hai mẹ ngày hôm nay là hai người mẹ vàng trong làng xinh đẹp đúng không? Giống như là màu áo của hai mẹ vậy đó, không hẹn mà gặp bữa nay mà áo vàng hen. Và bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh mà hãy tiếp tục với trận chiến ngày hôm nay dành riêng cho đội đang có số điểm ưu thế, đó chính là gia đình của bé Anh Khoa. Xin mời. We'll be right back.